và các bạn thân mến, vào những dịp cuối tuần thì các bạn trẻ thường có xu hướng là chọn những cái không gian thoáng đãng, phong cách để có thể thưởng thức một ly cà phê hoặc là cùng bạn bè trò chuyện để giải tỏa những cái căng thẳng trong cuộc sống. Và thay vì những quán cà phê mang phong cách truyền thống thì hiện nay đã có khá là nhiều những quán cà phê có những cái phong cách độc lạ và khác biệt. Và trong chuyên mục phong cách ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm đến một quán cà phê mang phong cách như thế nhé. Đi thôi nào. Hiện nay các quán cà phê được thiết kế theo chủ đề có chất riêng đang rất được thịnh hành như cà phê mèo, cà phê xưa, cà phê container hay cà phê bản. Mỗi không gian của những quán cà phê này, khi bước chân vào, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ sự độc lạ, ấn tượng ở từng ngóc ngách, từ bộ bàn ghế cho đến những vật dụng trang trí. Ví như cà phê được thiết kế mang hơi hướng của bản làng vùng cao như huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, thì không gian ở đây được thiết kế mở, với hình ảnh nhà trình tường quen thuộc của người đồng bào, hay những vật dụng lao động không mấy xa lạ với bà con dân tộc nhưng lại gây tò mò với người dân ở thành phố và những du khách ở nơi khác đến. Điểm độc đáo của những quán cà phê này còn nằm ở đồ uống. Ví như cà phê xưa thì chủ quán sẽ thiên về pha chế cà phê truyền thống, còn cà phê bản thì sẽ có thêm những hương hồi, hương quế trong cà phê, nước uống để mọi người có thể cảm nhận được hương vị đậm chất vùng cao. Điểm chung của những quán cà phê được thiết kế theo chủ đề riêng, đó chính là bạn sẽ có nhiều góc đẹp để tha hồ sống ảo, lưu lại những bức ảnh thật đẹp cho mình và bạn bè trong thời gian rảnh rỗi. Như thế này thì chụp ảnh check-in là một điều không thể thiếu, đúng không Trang? Và chắc chắn ngày hôm nay thì Hiền Trang và Ngọc Tuyết sẽ có những bức ảnh cực đẹp và cực chất. Và ở những quán cà phê theo xu hướng này, các bạn còn có thể tham gia những trò chơi khá thú vị, lành mạnh như cờ tướng, cá ngựa, rút gỗ. Mỗi người đều có một gu riêng, nên thật tuyệt khi các bạn có thể kiếm được một quán cà phê có phong cách thiết kế độc đáo, lại hợp gu của mình để trở thành một khách ruột, đúng không nào?